Lời chứng của Esther Ageny của xứ Pháp. Phần 2, Thánh Linh bày tỏ cho tôi sự nguy hiểm của sự tức giận. Lạy Chúa, xin cho lời chứng này gây dựng cho dân sự của Ngài và để cho những người bị dính mắc vào vấn đề giận dữ này như con được giải thoát và tìm ra giải pháp như cách con đã làm. Giúp họ mau được thoát ra khỏi vấn đề tức giận này theo cách mà Chúa đã giúp con giải quyết nó hãy để lời chứng này được sử dụng để nói với người của ngài, không phải con nói. Xin huyết ngài bao phủ con và con dân của ngài khi họ nghe lời chứng của con. Năm 2001, tôi tham gia một vụ chiến tranh thuộc linh, nơi tôi trung thành tham dự các buổi cầu nguyện, thức canh ban đêm và tĩnh tâm cầu nguyện. Mục sư liên tục nói với tôi, khi bạn bối rối về một vấn đề nào đó, hãy hỏi Chúa Thánh Linh, Ngài sẽ trả lời bạn tôi đã được dạy và được khuyến khích để tìm kiếm khuôn mặt của chúa ở nhà và tự mình đối mặt với vấn đề của mình vì vậy chúng tôi học cách xây dựng một đời sống kiên ăn và cầu nguyện tại nhà để tìm kiếm sự thông công của đức thánh linh tôi thường tự hỏi tại sao một sư cứ nói tôi nên hỏi và nói chuyện với chúa thánh linh khi tôi bối rối tôi không biết rõ về chúa thánh linh cuối cùng tôi bắt đầu cầu nguyện với chúa thánh linh để xin ngài nói chuyện với tôi bất cứ khi nào tôi bối rối tôi tiếp tục cầu nguyện với chúa thánh linh cuối cùng tôi đã tìm được cuốn sách của benny hin về chúa thánh linh và khi đọc tôi phát hiện ra ai là chúa thánh linh và tôi đã xây dựng mối quan hệ với ngài tôi đã kiên trì cầu nguyện từ bỏ và bước đi trong sự thánh hóa cố gắng luôn luôn làm đẹp lòng chúa thánh linh và ngài đã đến để ban cho tôi một sự dạy dỗ khác lần này là về sự tức giận Ngài đưa cho tôi đoạn Matthew 5, 21, 22 các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng, ngươi chớ giết ai, và rằng, hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. 22 song ta phán cho các ngươi, hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán, ai mắng anh em mình là đồ điên, thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Trong đoạn kinh thánh này, Thánh Linh đã cho tôi thấy tác dụng của sự tức giận. Người anh em, chúng ta phải sợ hãi sự tức giận chúng ta phải cầu khẩn chúa thánh linh để giúp chúng ta loại bỏ những giận dữ trong cuộc sống của chúng ta giận dữ là vô cùng nguy hiểm khi bạn tức giận bạn phải hiểu rằng thánh linh của đức chúa trời đang ở rất xa bạn sự tức giận thu hút vô số linh hồn ma quỷ đến vây lấy người đang giận dữ B Lét được mệnh danh là chúa tể của loài ruồi và có mặt cùng với kẻ tức giận đó là lý do tại sao thánh linh của Đức Chúa Trời tránh xa một người đang giận dữ. Đức Thánh Linh tuân theo châm ngôn 22 giờ 24 phút, chớ kết bạn với người giận dữ, cũng đừng đi với người hay giận dữ. Chúa đã mở mắt tôi và cho tôi thấy một tôi tớ của Ngài. Ông nói, đây là tôi tớ của ta. Anh ấy đang tức giận. Anh ta đang trì hoãn việc ăn năn và không thú nhận và anh ta đang phục vụ ta với sự tức giận trong lòng kết quả là anh ta đang giết người mà không hề hay biết chúa đã cho thấy rằng khi chúng ta tức giận chống lại người ta chúng ta đang giết họ và những người giận chúng ta cũng đang giết chúng ta khi bạn tức giận và không ăn năn bạn đang mở ra cánh cửa cho tinh thần ghét bỏ thù hận gian ác xúc phạm chúa đã cho tôi thấy rằng sự căm ghét cũng hoạt động giống như sự tức giận nó đi kèm với sự cay đắng và một tinh thần phê phán một hôm chồng tôi đi làm tôi đang làm tóc cho con gái tôi tất cả bọn trẻ đều đến công viên để chơi nhưng vào buổi tối chúng tôi phải đi thức đêm vào ngày đó khi tôi đang làm tóc cho con gái của mình tôi đã không nhận ra rằng thời gian đã không còn nữa lẽ ra tôi phải chuẩn bị cho bọn trẻ sẵn sàng cho buổi canh thức ban đêm những đứa trẻ vẫn đang chơi trong công viên lẽ ra họ phải quay lại để chuẩn bị và khi chồng tôi đi làm về thì thấy đã muộn nhưng chưa có ai chuẩn bị sẵn sàng và các con vẫn đang chơi ở công viên anh ấy hỏi tôi em có thấy bây giờ là mấy giờ không lúc đó tôi mới nhận ra rằng đã muộn chồng tôi không thích điều đó và anh ấy đã quở trách tôi và nói những lời mà tôi không thích kết quả là tôi tức giận và tự cô lập mình trong phòng ngủ và tôi đi ngủ với sự tức giận không thú nhận điều đó tôi thậm chí còn chưa cầu nguyện trước khi ngủ nhưng chúng tôi biết rằng kẻ thù luôn tìm kiếm những cánh cửa và tính hợp pháp để xâm nhập vào cuộc sống của chúng tôi và tiêu diệt chúng tôi vì vậy tôi đã ngủ với sự tức giận epheso 4 giờ 26 phút hãy tức giận và đừng phạm tội đừng để mặt trời lặn trên cơn giận của bạn ngay sau khi tôi nhắm mắt lại tôi thấy rằng tôi đã bị bao vây Tôi đã bị bắt và bị bắt bởi một đám đông mà tôi không thể xác định được. Khi họ bắt tôi, họ nói, cuối cùng thì chúng tôi cũng lấy được linh hồn của cô ấy. Sự thật là những người này đã theo dõi cuộc sống của tôi để tìm kiếm một cánh cửa để bước vào và chiếm lấy linh hồn tôi. Những người không rõ danh tính này nói, bây giờ chúng tôi đã lấy được linh hồn của cô ấy, nhờ tinh thần tức giận. Hãy dẫn dắt và đưa cô ấy đến tòa án xét xử ngay lập tức những người này đưa tôi đến tòa án nơi tôi thấy nhiều con cái chúa cũng bị bắt và bị truy tố một số bị bắt vì tinh thần căm ghét trong lòng một số bị bắt vì tinh thần kiêu căng trong lòng những người khác bị bắt vì họ có tinh thần tức giận này những người khác bị bắt vì có tinh thần vu khống và bôi nhọ nhiều người đã được gửi đi đã bị truy tố trong tòa án này mỗi người đều bị buộc tội và lên án vì các vấn đề như thù dai không khoan nhượng và kiêu ngạo. Các bạn ơi, chúng ta phải chạy trốn khỏi sự tức giận, không khoan nhượng, ghét bỏ, kiêu hãnh, từ chối. Tất cả những vị thánh này đã bị truy tố và bị kết án tử hình vì những điều này. Sự kết án tử hình này xảy ra dưới hình thức bệnh tật nghiêm trọng hoặc bệnh tật như ung thư, sẽ tiến triển cho đến khi họ gặp cái chết. Một cô 11 giờ 29 phút, không phân biệt thân thể chúa. 30 vì cớ đó, nhiều người trong anh em yếu đuối và ốm yếu, và nhiều người đang ngủ. Khi đến lượt tôi, những người buộc tội tôi nói với thẩm phán, cô ấy phải chết vì cô ấy có sự tức giận trong lòng. Thẩm phán nói với tôi, vì rõ ràng là bạn đang chìm trong cơn giận dữ, bạn phải chết. Bạn có đưa luật sư đến để bào chữa cho bạn không? Tôi nói, tôi không có luật sư. Bạn yêu dấu, có một đám đông la hét với thẩm phán cô ấy phải chết vì cô ấy tức giận thẩm phán nói được rồi bạn không có người biện hộ nào để bảo vệ bạn bây giờ lời cầu xin của bạn là gì bạn đang nhận tội hay vô tội tôi nói tôi có tội tôi có một vấn đề với sự tức giận tôi chấp nhận tội lỗi của mình và tôi không thể chối bỏ nó tôi nói với thẩm phán Ông có muốn cho tôi một phút để làm điều gì đó không? Thẩm phán nói, được rồi, bạn không có luật sư. Bạn đã nhận tội. Tôi cho bạn một phút để làm những gì bạn muốn làm. Vào lúc đó, tôi thấy rằng tôi quỳ gối và cầu nguyện với Chúa. Tôi nói, lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho con, con sắp chết vì tức giận. Chúa đã cảnh báo con và giống lên hồi chuông cảnh báo về sự tức giận của con trong nhiều năm. Nhưng con đã không giải quyết được nó. Con bảo bọn trẻ đi chơi ở công viên và về đúng giờ vì chúng tôi phải đi thức đêm. Nhưng chúng không nghe lời con. Và cha của chúng đã đến hét vào mặt con. Kết quả là, tinh thần tức giận nổi lên trong con và con đi vào giấc ngủ với sự tức giận. Và con thấy mình ở đây. Con chấp nhận tội lỗi của mình và con sẽ chết. Nhưng các con của con sẽ bị bỏ lại trên đời. Chúng nó không có ai để bảo vệ chúng. Con sẽ để chúng trong tay của Chúa. Con biết họ sẽ giết con vì tức giận, nhưng con xin Ngài hãy tha thứ cho con. Ngay sau khi tôi kết thúc lời thú tội của mình, tấm màn đen là tội lỗi của tôi đã được thay thế bằng một tấm màn trắng. Tôi nghe thẩm phán nói, cô ấy không có tội. Người bên vực cô ấy đã đứng ra bên vực cô ấy. Các bạn có quyền năng trong sự thú nhận tôi biết nếu tôi không thú nhận tôi có thể đã không sống lại nhiều người đã chết bị phán xét ở thế giới bên kia trước khi bị kết án và họ bị tuyên bố có tội trước khi đối mặt với số phận của mình khi tôi tỉnh dậy sau trải nghiệm này tôi đã bị choáng ngợp tôi sợ hãi ngồi đó trên giường ngay lập tức tôi bắt đầu thổ lộ cơn tức giận tôi nói lạy chúa con không muốn tức giận nhưng nó vẫn ở đó tại sao tinh thần tức giận này vẫn còn đeo bám con con đã từ chối nó nhưng nó vẫn đến con muốn nó đi tôi nói con nên kiên ăn và cầu nguyện thêm bao nhiêu ngày nữa để thoát khỏi cơn giận con cầu xin lòng thương xót của chúa trong khi khóc tức thì thần của chúa đến tôi cảm thấy sự hiện diện của ngài ở bên cạnh tôi anh ấy bắt đầu nói chuyện với tôi anh ấy nói ST, tức giận là xấu xa và nguy hiểm. Khi bạn tức giận bạn sẽ giết người và bạn sẽ mở ra một cánh cửa cho phép kẻ thù tiêu diệt bạn. Giận dữ là một ngưỡng cửa của ma quỷ. Những con quỷ này gần như đã giết bạn vì tức giận. Điều này là do bạn đã mở ra một cánh cửa để vượt qua cơn giận của mình. Kẻ thù của bạn đã tìm kiếm một ngưỡng cửa để vào và tiêu diệt bạn và họ đã nắm bắt cơ hội từ ngưỡng cửa của sự tức giận và họ đã lấy được tinh thần của bạn và họ đưa bạn đến tòa án để kết án bạn tử hình. Đó là nhờ lời thú nhận của bạn mà tôi đã đến để cứu bạn. Một giăng 3 giờ 15 phút ai ghét anh em mình là kẻ giết người, và bạn biết rằng không kẻ giết người nào có sự sống đời đời ở trong người. Mốt sờ là con trai của ta. Anh ấy đã có rất nhiều kiên nhẫn không ai có lòng kiên nhẫn như moses tôi tớ của ta anh ấy có một trái tim lớn con cái israel phải chịu mọi sự đối xử của ông nhưng ông có một tấm lòng rộng lớn anh ấy đang cầu bầu cho họ khóc cho họ trong lời cầu nguyện bởi vì anh ấy có một trái tim rộng lớn tuy nhiên anh ta đang bị ràng buộc bởi tội lỗi của tổ tiên mình đó là sự tức giận sự tức giận này mà ông thừa hưởng từ tổ tiên của mình đã bộc lộ vào cuối cuộc đời của mình kết quả là anh ấy không thể đến được miền đất hứa nhưng điều cứu rỗi linh hồn của môi xe trong thời điểm quan trọng đó là một lời thú tội vì ma quỷ đã đến để đòi lại linh hồn của môi xe khi môi xe chết ma quỷ đến với dự đoán sẽ lấy được linh hồn của tôi tớ ta là môi xe chúng không biết rằng môi xe đã nhanh chóng thú nhận tội lỗi của mình hơn và môi xe đã thú nhận tội lỗi của mình vào đúng thời điểm đây là lý do anh ấy có mặt trong sự hiện diện của ta trong sáng thế kỷ 34 chúa cho tôi biết rằng tổ tiên của Moses se là Levi và simeon có vấn đề về sự tức giận Đây là nguyên nhân khiến họ giết người sáng thế kỷ 34 25 đến ngày thứ ba khi mọi người đương đau đớn thì hai con trai gia cốt là simeon và Levi anh nàng ina cầm mỗi người một thanh gương thừa khi ai nấy yên ổn xông vào thành giết hết thảy người Nam Vì sinh ra trong gia đình ấy nên dù có kiên nhẫn và tấm lòng bao dung thì mốt sờ cũng đã thừa hưởng tâm hồn sân hận từ tổ tiên Moses có lòng trắc ẩn đối với mọi người nhưng tinh thần giận dữ đã theo ông đến mức ông không thể vào đất hứa vì tức giận Chính phản xạ thú nhận tội lỗi của Moses đã cứu rỗi linh hồn ông Bạn yêu dấu, chúng ta phải nhanh chóng thú nhận tội lỗi của mình Một gian một Chính nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tính công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Còn tiếp. HTTPS Manadivin.com 2022 06